Xin chào quý vị và các bạn đến với kênh Món Ngon Dễ Làm. Mình là Hữu Quốc. Hôm nay mình xin chia sẻ đến quý vị và các bạn món đậu hũ hấp rau găm sốt cay. Một món ăn chay rất là ngon và rất là dễ làm. Các miếng đậu hũ thì rất là ngọt, ngon. Còn rau găm thì có vị hương thơm rất là đặc trưng. Rồi mình kết hợp với nước sốt cay cay tạo nên món đậu hũ hấp rau găm rất là thơm ngon, tuyệt vời lắm luôn. Và hôm nay mình sử dụng 4 miếng đậu hũ vàng nha quý vị. Các miếng đậu hũ vàng này mình mua về cũng đã nguội rồi. Thôi mình sẽ chiên sơ lại nha quý vị. Và nguyên một bó rau găm nè quý vị. Với hai củ hành tím và các dây ớt. Trước tiên thì mình sẽ cho dầu vào trong cái chảo. Khi dầu nóng lên thì mình sẽ cho các miếng đậu hũ vàng vào. Để mình chiên sơ qua cũng khoảng 4 phút nha quý vị. Tại vì mình mua về nó đã nguội rồi, cho nên mình chiên lại để cho nó thơm hơn và ngon hơn nha quý vị. Nếu nhà mình mà mua các miếng đậu hũ còn nóng thì về mình khỏi chiên lại cũng được nữa nha quý vị. Và sau một hồi mình chiên đó quý vị, mình cũng chở về một lần là được rồi nha quý vị. Và sau thời gian nãy giờ cũng khoảng 4 phút rồi. Và bây giờ mình sẽ gấp hết các miếng đậu hũ vàng của mình ra dĩa luôn nha quý vị. Và rau găm thì mình sẽ lặt cái phần đọt ra nha quý vị. Và mình lấy cái phần lá luôn. Còn cái phần nào gần gốc già thì mình sẽ bỏ đi nha quý vị. Rồi mình cho vào trong thao nước lọc luôn. Mình rửa qua cũng khoảng 3-4 nước cho nó thật là sạch nha quý vị. Và rau găm thì mình nên ngâm qua nước muối nha quý vị. Mình cho vào cũng khoảng hơn 1 muỗng cà phê muối bọt. Mình ngâm tầm cũng khoảng 6-7 phút trước khi mình rửa lại qua nước lạnh cho nó thật là sạch nha quý vị. Các loại rau củ thì về mình phải ngâm qua nước muối nha quý vị, để cho nó loại bỏ đi những cái chất mà không có tốt cho sức khỏe ra ngoài hết luôn. Và hành tím thì mình đập cho nó dập dập. Rồi sau đó mình băm cho nó thật là nhuyễn ra luôn nha quý vị. Để nữa mình phi. Mình cho ra cái dĩa nhỏ sẵn luôn. Và ớt thì mình cũng băm nhỏ nhỏ ra luôn. Hôm nay mình sử dụng hai trái ớt hiểm nha quý vị. Ớt hiểm này rất là cay lắm luôn. Và mình bỏ vô cái chén nhỏ luôn. Và mình cũng tận dụng cái muỗng cà phê luôn nha quý vị. Để mình cho các gia vị vào trong cái chén. Thì mình cho 1 phần 3 muỗng cà phê bột ngọt. 1 phần 3 muỗng cà phê bột niêm. Khoảng 1 muỗng cà phê đường cát. Và dầu hào thì mình cho cũng khoảng 1 muỗng cà phê dầu hào vào luôn. Tương ớt mình cho cũng khoảng 1 muỗng cà phê tương ớt vào. Và nước mắm chay nè quý vị. Thì mình cho cũng khoảng hơn 1 muỗng nước mắm chay vào luôn. Nước lọc thì mình cho khoảng 2 muỗng canh nước lọc vào. Mình làm nước sốt cũng hơi cay cay nha quý vị. Nếu nhà mình ăn cay nhiều hay ít thì mình cho cái lượng ớt vào sao cho vừa phải nha quý vị. Rồi sau đó mình đảo đều lên. Coi như cái phần nước sốt cay của mình đã xong rồi đó quý vị. Cũng rất là đơn giản lắm luôn. Rồi mình sẽ nấu lên để cho nó kẹo kẹo sạch sạch lại nha quý vị. Và rau găm thì nãy giờ mình ngâm cũng khoảng 6-7 phút rồi nè quý vị. Và bây giờ mình cũng rửa qua cũng 3-4 nước rồi. Và mình cho ra cái rổ inox sẵn luôn để cho nó thật là gáo luôn nha quý vị. Và các miếng đậu hũ thì nãy giờ mình chiên. Mình để cũng đã nguội rồi. Và mình lấy cái dao mình chẻ ra làm hai nha quý vị. Mình khứa sao cho nó đừng có đứt lìa ra nha quý vị. Mình khứa sâu sâu vào. Nó cũng còn dính lại nghe cái phần
phía cuối của miếng đậu hũ nha quý vị. Và bây giờ thì mình sẽ cho rau răm vào trong cái dĩa hấp nha quý vị. Mình lót ở phía dưới một lớp, rồi sau đó mình sẽ cho các miếng đậu hũ vào. Mình sẽ cho một hai đọt rau răm ở chính giữa các miếng đậu hũ nha quý vị. Tương tự thì các miếng đậu hũ còn lại mình cũng cho vào, cũng khoảng một hai đọt rau răm nha quý vị, một hoặc hai đọt cũng được. Và còn một miếng còn lại nè quý vị, mình cũng cho vào luôn. Rồi sau đó mình cũng cho cái phần rau găm phía lên trên các miếng đậu hũ nha quý vị. Và bây giờ mình sẽ cho nước lọc vào trong cái nồi, rồi mình cho cái dĩ hấp vào, rồi cái sửng hấp mình cho lên trên. Mình hấp tầm cũng khoảng 20 phút nha quý vị. Và sau thời gian nãy giờ mình hấp đó quý vị, cũng khoảng 20 phút rồi. Và các miếng đậu hũ hấp rau găm nè quý vị cũng đã chín rồi nè quý vị. Rồi mình sẽ gấp các miếng rau răm, cái phần đọt và phần vòng lá đó quý vị, mình cho lên cái dĩa. Rồi sau đó mình cho các miếng đậu hũ lên trên, mình gấp ra hết 4 miếng luôn nha quý vị. Đó, và sau một hồi mình đã gấp ra hết rồi đó quý vị. Và mình bắt cái chảo nhỏ lên, mình cho khoảng một muỗng canh dầu ăn vào. Rồi sau đó mình cho hành tím vào để mình phi. Sau một hồi phi đó quý vị, hành tím cũng đã vàng óng ánh rất là thơm luôn rồi nè quý vị. Rồi mình sẽ cho nguyên chén nước sốt cay vào. Mình nấu đến khi nào mà nó rất là sền sệt lại nha quý vị. Trong lúc mình nấu thì mình cũng đảo đều lên. Và sau một hồi nấu đó quý vị, nước sốt của mình nó rất là sền sệt như vậy là được rồi nha quý vị. Rồi mình tắt lửa luôn. Và chảo nước sốt của mình nè quý vị, sền sệt trông rất là hấp dẫn lắm luôn. Và các miếng đậu hũ thì mình sẽ cho cái phần nước sốt vào ngay chính giữa của các miếng đậu hũ nha quý vị, gửi lên các cọng rau găm luôn. Mỗi một miếng thì mình cho cũng khoảng 2 hoặc 3 muỗng nước sốt nha quý vị. Nước sốt này thì cũng vừa ăn. Và sau một hồi thì mình cũng cho cái phần nước sốt lên 4 miếng đậu hũ hết rồi đó quý vị. Rồi mình lật các miếng đậu hũ lại nha quý vị. Coi như đậu hũ hấp rau găm của mình cũng đã xong rồi đó quý vị, cũng đã thành phẩm rồi. Và bây giờ mình quay cận lại nè quý vị. Đậu hũ hấp rau găm cũng đã chín rồi, đã thành phẩm rồi. Các miếng đậu hũ thì rất là ngọt, ngon, béo béo. Còn rau găm thì có vị hương thơm rất là đặc trưng, rồi kết hợp vị nước sốt cay cay, tạo nên món đậu hũ hấp rau găm rất là thơm ngon tuyệt vời lắm luôn. Và đã thành phẩm rồi đó quý vị. Rồi Hữu Quốc xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào video lần sau. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào video mới nhất vào lúc 13 giờ 45 phút ngày hôm sau.